Đó xem, chúng ta có gì nè. Hộp quà Prism Pet. Làm sao để mở ra đây? Mở quà xem. Nhìn xem, nó đang cử động kìa. Chuyện gì vậy? Đó là dấu chân chó. Nó đang cào hộp từ bên trong. Để thêm chút nữa thôi. Mình hồi hộp quá. Wow, đó là một bạn cún con. Dễ thương quá đi mất. Hãy xem bạn ấy phấn khích chưa nè. I love you. Và chào đón người bạn mới. Chó đốm nhanh nhẹn với phụ kiện kèm theo.